Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa qua xuất hiện tin đồn diễn viên Lý Nhất Kỳ bị bắt. Tuy nhiên, ngay lập tức kiều nữ Lý Nhất Kỳ lên fanpage của mình đính chính tin đồn cô bị bắt chỉ là bịa đặt. Vậy Lý Nhất Kỳ có khả năng bị khởi tố không? Để trả lời cho câu hỏi này là một việc không hề dễ dàng, nhất là đối với một kiều nữ xinh đẹp đi lên bằng con đường vốn tự có và có nhiều mối quan hệ phức tạp, nhạy cảm với các lãnh đạo chóp bu như kiều nữ Lý Nhất Kỳ. Trong giới cán bộ chóp bu, hầu như ai cũng biết, chính nhờ cặp kè Lê Trương Hiền Hòa, một tình báo viên dưới lớp vỏ bọc doanh nhân trong suốt 11 năm. Nhờ lợi dụng mối quan hệ với gia tộc sâu chúa Lê Thanh Hải, mà Lý Nhất Kỳ từ một cô vịt bầu đã một bước lên mây, hóa thành thiên nga với khối tài sản kếch xù. Nhưng nếu chỉ có mối quan hệ với Lê Trương Hiền Hòa, thì khi Lê Thanh Hải thất thế, thì việc xử Lý Nhất Kỳ quá dễ dàng. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chỗ mối quan hệ với gia tộc sâu chúa Lê Thanh Hải hay nằm ở khối tài sản khổng lồ không thể chứng minh nguồn gốc của Lý Nhất Kỳ, mà vấn đề nằm ở chỗ có thể bông hoa Lý Nhất Kỳ là của chung, của rất nhiều quan chức trong bộ máy, chứ không chỉ là của riêng Lê Trương Hiền Hòa. Nên nếu xử lý không khéo, sẽ dẫn đến nhục quốc thể. Một khi Lý Nhất Kỳ khai ra những thằng núp trong bụi rơm như là Nguyễn Thành Tài, Lê Thị Thanh Thúy tức Hà Sen đã khai ra Lê Hoàng Quân tại cơ quan điều tra và trước tòa. Chưa bao giờ trong triều đại gần 20 năm thống trị Sài Gòn và nổi lên cầu vòng chính trường như một ngôi sao mang tên 2D, Đất Đô và nhóm chính trị của cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu chủ tịch và cựu bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải bị rớt xuống sát với mặt đất để gần với vực thảm hơn bao giờ hết vào năm 2022 này. Hải Heo không biết vô tình hay hữu ý nhưng lại rất cần được chú ý phân tích về mối tương quan xung đột nội bộ vụ Hải Heo. Một tục danh mà nhiều người dân Sài Gòn và nhất là tầng lớp là dân oan Thủ Thiêm đặt cho Lê Thanh Hải cùng bộ sậu đệ ruột của ông ta đang hầu như chắc chắn tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc, bỏ lò của bác Nguyễn Phú Trọng sau cái chết đột ngột và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào tháng 9 năm 2015. Thời hậu Quang với ngày càng nhiều tín hiệu và chỉ dấu về một cuộc tổng công kích lớn và hầu như không hoài nghi sẽ diễn ra của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào Sài Gòn nói riêng và miền Tây Nam Bộ nói chung và gần như không còn gặp lực cản phá đáng kể nào. Tình cảnh của phe nhóm quan chức miền Nam vừa ăn ngập mặt vừa thiếu lý luận, giờ đây có thế lực được mô tả như thân ai người đấy lo, hồn ai người đó giữ, hay nói trắng ra thì thằng còn tồn tại phá nhóm nào. Một hình ảnh tan rã và phân hủy tự nhiên lẫn cay đắng, rất đặc trưng của hình thái chất thải so với thời Oanh Liệt. Còn bạc, còn quyền, còn đệ tử của nó cách đây 3 năm, nạn nhân mới nhất của gia tộc Lê Thanh Hải có thể bị tống vào lò là Trương Thị Hiền. Một thời đệ nhất phu nhân Sài Thành, vợ của Lê Thanh Hải có dấu hiệu thông đồng gói thầu hàng trăm tỷ từ Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Thanh Niên giật tít như thế đúng vào ngày 20 tháng 11, đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo bài báo này, kết luận thanh tra khẳng định là tư vấn quản lý dự án có dấu hiệu thông đồng với tư vấn đấu thầu trong việc triển khai xây dựng gói thầu hàng trăm tỷ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc và phó giám đốc học viện được phân công phụ trách tại thời điểm phát sinh vụ việc. Vào thời điểm đó, giám đốc là phó giáo sư, tiến sĩ Trương Thị Hiền. Báo Thanh Niên còn chú thích rằng bà Trương Thị Hiền là phu nhân của cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Có thể sơ kết rằng cho đến nay, Đảng đã đụng đến hầu hết những người thân của Lê Thanh Hải, thiết chặt hơn nữa vòng vây đối với cựu quan chức cao cấp có tục danh Hải Heo. Con em và đệ trước Trương Thị Hiền, kẻ đầu tiên trong gia tộc Lê Thanh Hải, bị Đặng Lâm Long là Lê Tấn Hùng, tổng giám đốc công ty nông nghiệp Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn MTV sang đi và là em ruột của Lê Thanh Hải. Vào tháng 8 năm 2018, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh bất chợt công bố kết luận thanh tra về việc Lê Tấn Hùng đã truy khống 13,3 tỷ đồng. Một dấu hiệu hầu như chắc chắn là nếu không biết điều Lê Tấn Hùng xét thẳng vào nhà giang chỉ 5 ngày sau vụ Lê Tấn Hùng đến lượt con trai của bí thư Lê Thanh Hải là Lê Trương Hải Hiếu, thành ủy viên, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12, bị ủy ban kiểm tra thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh công khai thi hành kỷ luật. Theo đó, Lê Trương Hải Hiếu đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung,
nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Cùng vào tháng 11 năm 2018, một quan chức được xem là cánh hậu của Lê Thanh Hải, là cựu phó chủ tịch thành phố Nguyễn Hữu Tín, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và chính thức bị bắt, dù đã bị khởi tố 2 tháng trước đó và dường như đã xảy ra một cuộc điều đình ngầm. Vào lúc đó, vụ khởi tố đầu tiên đối với Nguyễn Hữu Tín vào tháng 9 năm 2015 là sự liên đới mật thiết, việc ông Tín đã tiếp tay cho Vũ Nhôm mua với giá rẻ mặt nhiều lô đất vàng ở Sài Gòn. Vũ Nhôm hay còn gọi tên là Trần Đại Vũ lại được rất nhiều dư luận cho rằng có mối quan hệ ruột với Trần Đại Quang. Cũng có dư luận cho rằng vụ khởi tố Nguyễn Hữu Tín là giọt nước tràn ly khiến ông Trần Đại Quang lên máu. Dù chưa có bất kỳ cơ quan chính quyền nào xác nhận hay phản ứng đối với các luồng dư luận trên, nhưng điều hiển nhiên là chính vào lúc này ông Nguyễn Hữu Tín đã không còn bức tường nào che chắn cho ông ta. Trong khi đó, cả hai cơ quan cảnh sát điều tra và an ninh điều tra của Bộ Công an đã thuộc về người của bác Nguyễn Phú Trọng. Kể từ tháng 8 năm 2018, vụ Nguyễn Hữu Tín đã bị khởi tố thêm tội danh là một tín hiệu rất quan trọng, cho thấy vụ án của ông ta và những quan chức đồng phạm không chìm xuồng mà sẽ mở rộng và phát triển với khung án tù giam, có thể tương đương với mức án tù ban đầu của Vũ Nhôm là khoảng 10 năm. Nhưng vụ khởi tố và bắt giữ Nguyễn Hữu Tín không chỉ được coi là có liên quan đến Trần Đại Quang. Và một cách thiết thân nhất, vụ này đang là mốc xích với nhân vật được xem là bố già Sài Gòn Lê Thanh Hải. Điểm sáng rõ nhất trong phần lớn thời gian công tác của Nguyễn Hữu Tín có lẽ là giai đoạn trưởng thành cách mạng suốt từ những năm 2000 đến năm 2015, trùng với thời kỳ ngự trị của anh Hải, Lê Thanh Hải ở thành phố. Nếu trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải từng là bí thư quận 5, một quận giàu có với nhiều người Hoa sinh sống và làm ăn, thì Nguyễn Hữu Tín cũng có thời gian được đưa về làm bí thư quận 5. Từ khi Lê Thanh Hải còn tại vị như một bố già ở thành phố và kể sau khi anh Hai mất chức, bí thư thành ủy thành phố vào cuối năm 2015, Nguyễn Hữu Tín được rất nhiều dư luận xem là đệ ruột của ông Hải và tuy không được đánh giá có tài sản cá nhân. Là như Lê Thanh Hải, như Nguyễn Hữu Tín cũng được xem là một trong những quan chức giàu có đến độ có thể chẳng nhớ nổi nhà đất và kim ngân của mình, tích góp hay vơ vét được từ những phi vụ nào. Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang, kẻ mới bị Ủy ban Nhân dân Trung ương kết luận với mức độ sai phạm rất nghiêm trọng chắc chắn sẽ bị mất chức, thành ủy và mất luôn cái ghế ủy viên Trung ương với nhiều dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng, và đặc biệt là thuộc cánh Lê Thanh Hải mà ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ như chưa bao giờ có thiện cảm. Tất Thành Cang đang có nhiều triển vọng theo chân Đinh La Thăng thu hồi tài sản tham nhũng mỗi khi những đệ ruột của Lê Thanh Hải rơi vào vòng lao lý, liệu do phần Lê Thanh Hải còn giữ được uy danh bố già trên đất Thành phố Hồ Chí Minh? Lê Thanh Hải có lẽ là cái tên là ngựa ngay ở top đầu trong bản danh sách tử thần của bác Nguyễn Phú Trọng, danh sách những quan chức mà nếu bị mổ theo cách không kịp và không thể tẩu tán tài sản cá nhân thì sẽ thu hồi tài sản tham nhũng từ 3 đến 5 tỷ đô mỗi năm. Một thành tích không quá tệ, song vẫn còn một nguồn cơn khó nói khác muốn tiến thẳng đến cửa nhà đồng chí. Điều đập cửa xong vào liều mình như chẳng có, cần phải vượt qua một chướng ngại lớn không thể vượt qua là Lê Thanh Hải. Thưa quý vị, trong một thông tin liên quan, Trương Mỹ Lan phất lên nhờ rửa tiền mổ cướp nội tạng. Vào những ngày đầu tháng 10 năm 2022, Việt Nam xôn xao bởi thông tin bắt giữ bà tỷ phú Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát. Tin tức lan truyền rằng bà tỷ phú này là cổ đông lớn của ngân hàng SCB. Do đó, nhiều người đã lo lắng từ ngân hàng này để rút tiền xét những hàng dài trên đường. Mặc dù ngân hàng SCB đã ra thông cáo rằng vụ việc bà Lan không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ngân hàng. Nhưng dòng người đi rút tiền vẫn không giảm cho tới khi vụ bắt giữ bà Lan được công bố. Nhiều người dân thường chưa bao giờ nghe tới cái tên là Bạn Tình Phát. Bởi đó được xếp ở hàng những công ty gia đình lớn và bí ẩn nhất Việt Nam. Nhưng trong giới bất động sản thì là một cái tên đã làm mưa làm gió trong gần 20 năm. Tập đoàn này sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn nhắm tới 1/3 diện tích những khu đất vàng đắt đỏ nhất Sài Gòn. Hiện nay, Vạn Thịnh Phát đang sở hữu nhiều dự án tọa lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khu vực được đánh giá là đắt đỏ bậc nhất cả nước như tòa nhà Union, Quata, Times Square, khách sạn Dustin. Ngoài ra còn có nhiều bất động sản dọc hai bên đường Pasteur chạy thẳng ra quận nhất, quận 3. Điều lạ lùng là ngoài các dự án lớn kể trên, rất nhiều các miếng đất khác rơi vào tay vợ chồng bà Trương Mỹ Lan
để bị bỏ hoang, thậm chí là để cỏ mọc hoang hoặc cho thuê làm bãi giữ xe suốt nhiều năm trời. Nếu là một doanh nghiệp bất động sản bình thường, ắt hẳn các khu đất này sẽ mau chóng mọc lên các tòa nhà cao tầng, chung cư cao cấp để thu lại tiền đầu tư. Nhưng không, Vạn Thịnh Phát sẵn sàng chia tiền tỷ để thâu tóm cho bằng được, rồi để không như vậy. Ở đây có dấu hiệu của việc rửa tiền. Ngoài ra, ở một đất nước như Việt Nam, thế là làm ăn lớn thì phải có quan hệ, đều phải có quan to ở đằng sau chống lưng. Bên cạnh đó, với xuất thân khiêm tốn chỉ là một thương nhân bán vải ở chợ An Đông, quận 5, bà Lan nhờ đâu mà trở thành một trong những phụ nữ quyền lực nhất nhì Việt Nam? Câu trả lời cho quyền lực và nguồn tài chính khổng lồ đằng sau Vạn Thịnh Phát có thể nằm ở thân thế chồng bà Lan, ông Chu Lập Cơ. Khi doanh nhân người Hồng Kông, mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc, bà Trương Mỹ Lan vốn là gốc Hoa ở Sài Gòn, xuất thân là tiểu thương ở Trường An Đông, kinh doanh nhà hàng khách sạn gặp thời cơ phất lên nhờ buôn bán nhà đất sau nâng cấp thành công ty phát triển dự án nhà ở. Con đường chinh kinh doanh của bà cũng khá thăng trầm, nhưng sau khi là kết hôn với đại gia bất động sản là Chu Lập Cơ của Hồng Kông thì mọi việc đã biến chuyển nhanh chóng, và không chỉ trang trải được khoản nợ mà công ty còn phát triển vượt bậc. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.